Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngoài bốn chân, Đảng còn có đuôi. Trong nước thì lòi ra, sang tàu thì cụp, đến Mỹ thì lại chè. Nếu nói nhà nước dân chủ là nhà nước đứng trên ba ngọn núi độc lập, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp, thì chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam lại đứng trên bốn chân. Bốn chân này không độc lập mà dính vào một cơ thể đấy chính là Đảng Cộng sản. Chính vì thế mà người dân mới tặng cho bốn chân trụ này bằng cụm từ rất đặc biệt, đó là tứ trụ triều đình. Đảng đâu chỉ có bốn chân. Tuy là bốn chân mọc ra từ cơ thể của Đảng, nhưng bốn chân này không đồng nhất. Trong đó chân mạnh nhất là chân Tổng Bí Thư, kể đến là chân Thủ tướng, còn lại chân Chủ tịch nước chỉ để làm kiểng, và chân trụ Chủ tịch Quốc hội cũng chẳng khác gì chân trụ Chủ tịch nước, điều hành một Quốc hội bù nhìn, chỉ biết gật theo những gì đã được Trung ương Đảng quyết định trước. Sự không đồng đều về quyền lực như thế khiến cho Đảng Cộng sản không thể nào đứng vững trước người khổng lồ phương Bắc. Đấy là câu chuyện về bốn chân của Đảng. Vậy thì đuôi của Đảng ở đâu ra? Đó chính là cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, được gắn đằng sau cụm từ kinh tế thị trường. Kể từ năm 1986, Đảng Cộng sản đã từ bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp để khai thông bế tắc. Thay vì áp dụng nền kinh tế thị trường đúng nghĩa thì họ lại cho mọc thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa gắn vào. Từ đó hình thành nên sự bất công giữa khối kinh tế tư nhân và khối kinh tế nhà nước. Ngoài ra, trong bộ máy nhà nước, Đảng Cộng sản trọng chế độ lý lịch, tức là trọng chọn hồng bỏ chuyên. Vào năm 1999, tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh nói với một hãng truyền thông quốc tế rằng chương trình đổi mới kinh tế đã gặp bế tắc và Đảng Cộng sản cầm quyền nên đã dành cho những người không phải là đảng viên, những chức vụ cao cấp trong đất nước không bao giờ đến tay họ. Trong nước thì Đảng lòi đuôi. Ở trong nước thì Đảng Cộng sản không ngần ngại đưa cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa ra cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Từ chỗ ưu tiên cho con em cán bộ Cộng sản trong bộ máy chính trị đến ưu tiên cho khối doanh nghiệp nhà nước đã tạo ra sự bất công xã hội rất lớn từ Bắc đến Nam. Người dân bị ép phải mua các dịch vụ độc quyền nhưng chất lượng thì lại rất tồi. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước lại được nhà nước cứu mỗi khi gặp nguy cấp bằng tiền của dân đóng thuế. Chính vì vậy mà nền kinh tế Việt Nam mới bị què quặt như ngày hôm nay. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sân sau thì phá nhiều hơn xây. Doanh nghiệp tư nhân thì eo uột không lớn nổi vì bị chèn ép. Sự cải cách nửa vời như thế tạo ra một gọng kìm giới hạn sức mạnh của nền kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đứng trên ba trụ gồm khối tư nhân, khối nhà nước và khối FDI, tức là những doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trong đó, khối tư nhân và khối nhà nước là hai chân trụ què, chỉ còn lại khối FDI là trụ cột mà thôi. Đấy là đối nội, còn về đối ngoại, Việt Nam chỉ được nước Cộng sản anh em thừa nhận là nền kinh tế thị trường. Với Trung Quốc, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần giấu đi cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi cả Tàu và Việt Nam đều có cái đuôi như nhau. Có người nói vui rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không giấu đuôi trước Tàu, nhưng họ lại cụp đuôi. Sang Mỹ thì Đảng Cộng sản lại đem giấu đuôi đi. Vào chiều ngày 19 tháng 9, theo giờ địa phương tại Washington DC, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina và đại diện Thương mại Mỹ Katharina. Trong cuộc gặp này, ông Chính đã đề nghị phía Mỹ công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường. Nghĩa là ở trong nước thì họ lòi đuôi, nhưng sang Mỹ họ lại giấu cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đi mất. Người Mỹ lịch sự họ vẫn ầm ừ xã giao, nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ thừa nhận Cộng sản cụt đuôi, vì Đảng Cộng sản chỉ giấu đuôi chứ đâu có cắt bỏ. Cũng vì Đảng không chịu cắt đuôi, khiến doanh nghiệp Việt Nam làm ăn trên thị trường quốc tế gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi có tranh chấp thương mại, trong đó có các vụ kiện chống bán phá giá. Biết rằng doanh nghiệp Việt Nam gặp khó, nhưng nếu cắt đuôi thì Đảng mất đi lợi ích không nhỏ, nên họ đã không cắt mà chỉ cụp lại. đã bốn chân mà thiếu đuôi thì cũng không đủ bộ, bởi DNA của Đảng Cộng sản nó vốn là như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin "Ngoài bốn chân, Đảng còn có đuôi, trong nước thì lòi, sang tàu thì cụp, đến Mỹ thì chè". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Trên người treo 2 quả cân, ông Tổng nắn chỉnh thế nào để không bị lệch". Ông Nguyễn Phú Trọng mời được Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam nên nhiều ý kiến đánh giá ông Tổng Bí Thư đã cởi mở hơn với phía Mỹ. Những ngày này người ta nói nhiều về việc ký kết nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Ngay sau đó là chuyến đi Mỹ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính để hiện thực hóa mối quan hệ này. Tuy nhiên, miệng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn phải lải nhải câu Mỹ phải tôn trọng sự khác biệt về thể chế chính trị. Sau khi ông Tổng thống Mỹ Biden về nước 2 ngày, ông Tô Lâm lại được cử đi Trung Quốc. Cũng dễ hiểu, bởi thể chế chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi là một sự thiệt thòi lớn cho người dân cả nước, nhưng mang lại lợi ích vô biên cho Đảng và cho tất cả các quan chức trong Đảng. Với hàng triệu công chức và hàng chục vạn quan chức thì việc cắt vài chục, thậm chí vài trăm nhánh củi khô cũng chẳng là gì với lượng quan chức khổng lồ đang ngày đêm hút máu xã hội mà làm giàu. Nước Mỹ tìm kiếm quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì họ muốn nâng cao sự ảnh hưởng của họ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là vị trí địa lý của Việt Nam đối với Trung Quốc. Nếu Việt Nam ngả về Mỹ thì điều đó cũng có nghĩa Trung Quốc sẽ ngày một cô đơn hơn, bởi xung quanh Trung Quốc vốn đã có rất nhiều quốc gia thân Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ người dân thích Mỹ nhiều nhất, đến 78% người Việt Nam thích Mỹ, bất chấp những lời chửi Mỹ tràn ngập trên không gian mạng xã hội. Thực tế cho thấy quan chức và đại gia muốn chọn cho con cái đi du học Mỹ đa ưu tiên hàng đầu của họ, chứ họ không đi Nga hay đi Trung Quốc. Trước khi đi Mỹ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phải đi Trung Quốc. Dân thì nghiêng về Mỹ nhưng Đảng thì không thể nghiêng hẳn về Mỹ vì vấn đề thể chế chính trị. Nếu dân chủ hóa đất nước thì quan chức cộng sản không còn cơ hội để tham nhũng khủng như hiện nay. Cũng chính nguyên nhân này mà Đảng Cộng sản phải bám vào tàu bằng mọi giá. Dân chủ hóa đất nước thì dân giàu nước mạnh nhưng Đảng thì lại hỏng ăn. Bám vào thể chế độc tài toàn trị thì dân nghèo nước hèn nhưng Đảng lại được phè phỡn hưởng thành quả khai thác từ toàn dân. Theo những thông tin chúng tôi nhận được, ông Nguyễn Phú Trọng bị thuyết phục bởi một ông thượng tướng quân đội và ông Trọng đã xích lại gần hơn Mỹ. Tuy nhiên, ông Trọng là người bảo thủ, đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của đất nước nên sẽ không có chuyện ông gần gũi Mỹ về mặt chính trị. Về mặt chính trị và an ninh, ông vẫn kết nối với Trung Quốc chặt chẽ hơn. Mỹ và Trung Quốc được ví như 2 quả cân. Ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang phải gia giảm sao cho cán cân quan hệ giữa 2 cường quốc này vẫn cân bằng. Nếu ông ra thêm bên này một ít thì bên kia ông cũng phải tăng thêm một ít. Ông Trọng vẫn cân não trong mối quan hệ phức tạp này. Mối quan hệ với Mỹ khá lành tính, trong khi đó mối quan hệ với Trung Quốc được xem là ác tính. Với Mỹ, Việt Nam xích lại gần Mỹ hay xa Mỹ thì những người ra chính sách vẫn an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Tuy nhiên, khi Việt Nam xích lại gần Mỹ và xa quỹ đạo của Trung Quốc thì e rằng những người ra chính sách sẽ không thọ, đặc biệt là quan chức ở Trung ương Đảng và ngay cả trong Bộ Chính trị. Đã xuất hiện những cái chết bất thường khá nhiều. Trong đó, ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều đổ bệnh sau chuyến thăm Trung Quốc. Bị trong thòng lọng vào cổ, khó bứt ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Ngay sau chuyến thăm của ông Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, thì ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam cũng đã phải đi thăm Trung Quốc rồi mới có thể lên đường đi Mỹ. Ngoài ra còn có ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng có xuất sang Bắc Kinh sau khi ông Biden về nước 2 ngày. Đây là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam cân đối trong mối quan hệ giữa hai cường quốc. Thêm mối quan hệ với Mỹ thì cũng phải vội vã sang tàu ký tá thêm để cho họ biết Việt Nam không ăn ở hài lòng. Dân chủ hóa đất nước thì mới dân giàu nước mạnh, mà chỉ có dân giàu nước mạnh thì mới dám ưỡn ngực vươn vai trước ông láng giềng hùng hằng. Đảng Cộng sản đã từ chối dân chủ hóa đất nước thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ dìm đất nước mãi mãi ở thế nhược tiểu, rồi lúc nào cũng phải khép nép và chiều chuộng ông láng giềng phương Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thoibao.de ngày hôm nay với bản tin Trên người treo 2 quả cân, tổng đắn chỉnh thế nào để không bị lệch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de